Dạ rồi, chào anh em, chào các bác nha. Tiếp tục thì hôm nay em về được một số sản phẩm, hôm nay về trước cái chuyến đầu ha. Còn một chiếc nữa thì cũng là lo bâu ha, lo full. Thì chiếc sau nó mới về, em mới về quay luôn cho anh em. Thì tiếp tục hôm nay là cặp bến cho anh em là một cái bộ súp và lo full khủng của hãng JBL. Và bộ này là Acti anh em nha. Acti có nghĩa là nó đã có tích hợp công suất rồi, đầy đủ rồi. Đây là con súp khủng, đây là một cặp luôn em nhé, dành cho anh em nào chơi VIP ha. Thì nó còn về một cái cặp full BRX 735, là một cặp full Acti 3 đường tiến VIP của JBL ha. Con này hôm trước em có bán rồi, đó là BRX 718 ha, 718XLEF ha. Đó, Acti điện em nhé, có cắt tần số đầy đủ, cặp full nó về để lên một phát. Anh em chỉ cần cắm dây cho vang với mic vào là anh em chơi một vàng khủng rồi. Đó. À, cặp full và cặp súp full 735 BRX 735 thì cặp đó là VIP rồi anh em nha. Cặp đó rất là VIP, còn cả bọc thùng bên ngoài luôn. À, thì chiều em sẽ lên. À, bây giờ là cặp súp. À, thì nguyên cái bộ nó về thì giá nó đâu đó khoảng trên 120 anh em nha, trên 120 triệu, nhưng mà anh em chơi thêm một cái vang và một bộ mic VIP chút nữa. À, thì anh em sẽ chơi được một cái dàn karaoke tuyệt đỉnh. À, giống như một dàn sự kiện rất là VIP anh em nha. Nhờ những cái bộ này thường thì cho những anh em biết chơi gọi là đại gia chút xíu ha. Chứ chơi karaoke gia đình mà 100 mấy 200 triệu thì anh em hơi ngán. Nhưng mà đáp lại anh em được một cái chất âm đẳng cấp của thế giới, của châu Âu ha. Đây, JBL PRX 718 điện anh em nha, cặp súp luôn. Hôm trước thì vào trước em về là có một cái súp và một cặp PRX 815. À, BRX 85 giờ thì tại em cũng đang có luôn cặp thùng shop luôn. Đó, anh em muốn cặp đó với 735, 765, 635 em có đủ ha. Đó, những cái cặp em sẽ phục vụ anh em những cái dạng karaoke VIP ha. À, cho anh em. Đấy. Rồi, sản phẩm thứ hai là một con cassette iKai. À, GXC730D mà là một con iKai tình trạng chung rất là đẹp, có một cái vết lông mèo nhỏ nhỏ thôi mà giá nó sẽ tốt. À, hộp gỗ đẹp, ruột gan nút bọng em này là rất mới anh em nha, nút bọng rất mới, tiếc cái có miếng lông mèo thôi. À, nhưng mà dành cho anh em biết chơi nè, ruột gan anh em nhìn cái đít máy nè, bảy màu long lanh chưa, máy rất là đẹp. Con này thì đúng ra nếu mà đẹp thì nó khoảng hơn 13 triệu ha. Nó có vết lông mèo trước nè anh em nha, chút xíu đây nè, thì giá nó sẽ còn có 12 triệu 500 thôi nha, 12 triệu 500 thôi. Và đáp lại em này thì có 2 triệu, chạy 2 triệu, máy đẹp. À, ok anh em nha. Rồi, và cập nhật thêm cho anh em là một cặp bốt 6L1 series 3. Hôm nay về cho anh em một cặp nguyên mộc mà nha. Siêu mộc, chưa lau chùi, chưa, nói chung là chưa có làm gì hết anh nha. Đời và đời là đời gân xanh, màng tím, gân xanh màng tím anh em nha. Đời rất là hiếm hoi cho anh em chơi. À, 6L1 series 3 màu vàng, trùng đôi trùng cặp. À, căng lưới đẹp riêng hết. Về mức giá cặp này thì cũng như cái cặp vừa rồi mới bán cho anh em là 45 triệu nha. Giá là không bớt được anh em nha. Đó, nên là dành cho anh em biết chơi. À, còn anh em muốn rẻ, muốn hàng dân, hàng lên gì đó em không còn quan tâm. Giá 40, 42, 43. Rất nhiều anh em nha. Nhưng mà ở shop em thì tuyển toàn là những cái hàng mà gọi là đẹp. À, VIP cho anh em, dân em biết chơi. Còn những anh em mà cứ đứng núi này trong núi nọ mà gọi là so giá đó. Thì anh em cứ đi mua giá rẻ. À, em giá là công khai. Anh em biết chơi thì cảm thấy họ giống như cặp trước em bán là cho anh em biết chơi, họ vẫn mua, họ chấp nhận. Ok, thà là họ chấp nhận có thể là mắc hơn 1-2 triệu nhưng mà họ chơi đồ chất lượng cao. Đợi anh em nha, anh em được anh em chơi đồ này thì anh em phải kén giá quá thì không tốt ha anh em nha. Đó, căng lưới riêng đẹp hết tất tần tật cho anh em. Đó, cặp này rất là VIP ha, này là nguyên mộc mạc, chưa lau chùi, chưa đánh bóng gì hết anh em nha. Đó, gân riêng hết nha, trùng seri anh em nhé, khỏi nói rồi, khỏi chê rồi. Nói chung là mấy cặp này thì em bán cũng nhiều rồi ha, cứ về là hết. Đó, đó. Chiều nay về tiếp tục cho anh em này, trong cái chiếc sau nó về, em mới chạy về lại bỏ xuống quay rồi anh em, khui một đống này bỏ ra quay luôn. Đó, thì còn 10.2 seri 2 màu vàng đẹp nữa anh em nhé, giá tốt lắm anh em nha. Đó, 10.2 seri 2 về chung với cặp full. Hôm nay về thêm cái con súp Mackie nữa nè. Đó. À, mới về một con, hôm nay về hai con, là một con nữa là hai con là đủ cặp Mackie.
số bắt kỳ cũng bắt 50 bự như này, mà bắt kỳ nó rẻ tiền hơn GB, rẻ hơn. Đấy. Rồi và hôm nay thì tiếp tục cập nhật cho anh em là ba con máy lọc khí Daikin, một cái dòng máy lọc khí siêu bền, gọi là bền nhất trong các cái dòng lọc khí em bán nha. Một con thùng xốp là con bên đây, đời 2018 70 ha, 70 em nha. Con này là đời 2019 không có thùng. Con này cũng 70. Con này cũng 70, đời 2020. Đời 2020 anh em nha. Đây, 70 nè. Đời 2020 ha. Con này là cũng 70, đời 2019 nè. 70 nè, 2019 nè. Là con này 2018 ha. 2018 thì nó thùng xốp. Đó. Rồi về giá thì nó không có chênh lệch nhau nhiều. Đối với con thùng xốp 2018 và con 2020 giá em nó là 7 triệu. Con 2019 là 6 triệu rưỡi. Con nào cũng đẹp, mặc dù nó không thùng nhưng mà đẹp như con thùng xốp thôi, tại vì em mua hàng tuyển đi bay. Cho nên giá nó sẽ có thể là gọi là cao hơn một chút xíu, nhưng mà bù ra anh em chơi được những cái con chất lượng cao, ít sử dụng, máy đẹp ha. Là con thùng xốp này, 7 triệu này em nha. Hiện tại ba con này đang điện là 100V. Đó. Anh em muốn chuyển 220 thêm cho em 400.000 em đi chuyển giùm, chứ không ăn lời cá cổ hay gì, còn tốn tiền xe mình đi nữa, nhưng mà nguyên tắc mình làm mình hỗ trợ khách hàng. Đó, còn anh em muốn lấy điện trăm thì cứ làm hết con này cho em. Điện trăm cắm vô xài. Đối với anh em chơi đồ cao cấp thì hay bỏ một con máy lọc khí trong phòng luôn. Biết gì anh em, nó lọc bụi, nó giúp không khí trong lành, dễ chịu. Đó. Rồi thì đây là ba con lọc khí ha. Còn một cặp loa nữa, cặp loa nhỏ nhỏ nhưng hot hả, anh em về được cặp này, về được cặp nữa. Mà cặp này gì? Hãy mà bán cái nào đẹp được là anh em về, giá nó mua lại cao bắt buộc phải mua. Đây là cặp loa JBL J316 Pro màu vàng. Hôm trước em cũng về em gặp màu vàng. Về mà một phút 30 giây tích tắc sau là bán ngay. Cặp này hôm giờ nhiều anh em gọi hôm nay nó về cho anh em một cặp nữa, rất là đẹp. Cũng là màu vàng. Nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp. Thấy không? Mặc dù có vân gỗ này nó không có trùng nhưng mà nó rất là đẹp. Đó. Bày thôi cũng đẹp nha anh em. Dòng rồ ha, dòng kiểm âm rồ. Đó, có cái đèn nháy đây, J316 Pro. Căng lưới đầy đủ ha, logo tem mát đầy đủ. Đó. Còn nguyên bụi nè. Đó, gần thì mới thay thôi. Đó. À, 316 Pro. Giá hôm nay nó mắc hơn 500.000 anh em, 5 triệu rưỡi ha. Đó. Sau đây liền kề 1276 và 1275. Đấy. Anh em nào chốt alo em ngay, một cặp duy nhất thôi anh em nha. Căng lưới đầy đủ. Lưới này thì nó có hơi xấu xấu tí chỗ này. Anh em muốn thay thì em sẽ thay lưới mới luôn nha. Con này có chứ thôi em thay lưới mới nha. Còn cặp tem này nữa, tem mới gửi ra. Đó, thay cái lưới mới vô cái gắn cái tem lại là cho anh em 5 triệu rưỡi à. Cặp này rất là đẹp. Đó. Đó. Long lanh luôn anh em, trưng bày nó rất là sang. Để anh em nghe rỉ rả rất là hay luôn. Đó. Rồi thì hôm nay về được trước mắt là bao nhiêu đây? Xin lỗi, ngã cái ly. Chiều nay về tiếp ha, 10.2 series 2, cặp full 735, có thêm con súp mắc kỳ. Chưa biết thêm cái gì nữa anh em, không có để ý ha. Về trước nhiêu đây em chở mình em như đây hết xe lấy full rồi. Chiếc xe này mà chở cái đống này anh em biết là chắc nó cũng đầy nhóc rồi ha. Rồi em chào anh em nha, giá bên em là bao ship nó chịu khoảng đủ cho em. Ship còn anh em cộng giúp em 20%, không bao ship cho ship còn. Đó, rồi. Toàn là sản phẩm hot ha. Rồi cuối cùng chào anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em cho em một like nha.